Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, bất ngờ tiết lộ sự thật cực chuẩn xác về vận trình cuộc đời của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, tiền tiêu ba đời không hết trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong mình gặt hái được nhiều điều tốt đẹp, nếu như không thể giàu có bằng người khác thì ít nhất cũng trải qua một cuộc sống an nhàn, bình yên bên những người mình thương yêu. Để có được những điều này, mỗi người đều phải nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân từng ngày. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra là được tận hưởng nhiều may mắn, có những người trước khi đến với thành công phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, họ chỉ dám trông mong mỗi ngày mình sẽ thay đổi. Không nghĩ đến những tháng ngày tới mọi thứ sẽ như thế nào, dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi, xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy? Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra, được ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng. Sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên, mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay, người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đón lành, tránh dữ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, sau khi quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh, cũng như vận trình lưu niên, thì con giáp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2024 âm lịch tới đây sẽ bước sang tuổi 52 với vận trình biến động khôn lường. Đặc biệt giai đoạn tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 sắp tới chính là thời điểm vàng quyết định số phận một đời còn lại của con giáp này. Sẽ có nhiều gian nan, hiểm cảnh khổ nạn điệp trùng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, chỉ cần tuổi Quý Sửu tránh được 3 điều cấm kỵ là mầm mống tai ương khổ nạn này sẽ hóa hung thành cát, vận hạn tiêu tan, đón thời giàu sang, vinh hiển, thịnh vượng. Định mệnh của bản mệnh trong đại nạn chính là số kiếp phú quý, hoàng kim. Vậy cụ thể vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 sẽ diễn biến như thế nào? Trong giai đoạn này sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Điều gì sẽ giúp quý sửa đổi vận giàu sang, tiền vàng ngập két, sống sung sướng, an nhàn đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi khám phá ngay qua lá số tử vi trong cung mệnh dưới đây nhé. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp thì Sửu là con trâu, hình ảnh con trâu đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người nông dân Việt Nam ta, thể hiện sự lao động cần cù, vất vả. Vì thế, năm Sửu cũng là năm tượng trưng cho sự thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn. Người sinh năm Sửu đa phần là người đáng tin cậy, họ sống có nguyên tắc trong công việc, không ngại gian nan, họ làm việc cẩn thận. Không biết mệt mỏi là gì, chắc hẳn bạn cũng từng nghe qua câu cực như trâu mà người Việt ta hay nói ví von rồi đúng không ạ? Tuy nhiên,
trong sự nguyên tắc vẫn luôn tồn tại sự công bằng. Họ biết lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng đôi khi bạn muốn thay đổi quan điểm của họ cũng rất khó khăn đấy. Người tuổi Quý Sửu là con giáp rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, Quý Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra một tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Quý Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, mà ngược lại, họ luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người, những người này trung thực, hào phóng. Ngoài ra, sự thân thiện của họ còn thu hút nhiều bạn bè xung quanh và chính những người bạn này sẽ hỗ trợ cho tuổi Quý Sửu rất nhiều trong công việc. Họ có tham vọng, gây sức ảnh hưởng tới người khác và tạo nên một đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Những người thuộc cung này thường thích theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Vì thế, cho dù họ không trở thành doanh nhân thì cũng vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền. Tuổi Quý Sửu có tầm nhìn dài hạn nhưng cũng rất nhạy cảm, thích mạo hiểm. Họ sẽ sử dụng những cách thức khác biệt để đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những lý tưởng của mình, họ sẵn sàng thay đổi, chấp nhận rủi ro cuộc sống. Họ là những người giàu nghị lực và lao động không biết mệt mỏi, luôn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cũng như cho cuộc sống của gia đình mình. Hầu như những người tuổi Quý Sửu đều thích cảm giác an toàn. Tuy nhiên, một lúc nào đó, họ cũng có thể chấp nhận sự mạo hiểm để sự nghiệp của mình được tiến triển tốt đẹp. Những người tuổi Quý Sửu mệnh mộc có tài lãnh đạo, tổ chức quản lý người khác, họ có lập trường chắc chắn, vững vàng, lòng quyết tâm cao, chừng nào chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại. Khát vọng vươn lên trong cuộc sống là động lực để họ không ngừng tiến lên phía trước, gặt hái được nhiều thành công. Những người này không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm, đối với họ, càng gian nan, thử thách bao nhiêu thì chiến thắng càng vang dội, vinh quang bấy nhiêu. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Sửu còn được trời phú cho khả năng làm quản lý, cho dù trình độ, năng lực của họ không được cao siêu. Nhưng ở bất cứ công việc nào, khả năng quản lý của họ là rất tốt, hiệu quả công việc của họ tốt hơn những người bình thường gấp nhiều lần. Người tuổi Quý Sửu thích hợp với vai trò là người chủ hoặc người quản lý, họ thích hợp với môi trường làm việc tập thể, chỗ đông người, ở đó, họ dễ trở thành những người lãnh đạo, quản lý xuất sắc mà ít người có thể đạt được thành công như họ. Với tính cách của tuổi Quý Sửu, chuyện tình cảm hoàn toàn được xác định rất nghiêm túc, rõ ràng, yêu có nghĩa họ xác định sẽ kết hôn với người đó, họ say mê và tự hào với tình cảm thiêng liêng này, và thường dùng những từ ngữ có cánh để ca ngợi người yêu của mình, muốn cho tất cả mọi người biết rằng người yêu của mình xinh đẹp, đáng yêu như thế nào. Nữ mệnh tuổi Quý Sửu là những người rất mạnh dạn, luôn chủ động trong mọi việc, chứ không có thói quen chờ đợi người khác, tuy nhiên, vào những lúc cần thiết, họ lại dịu dàng, ngoan hiền. Chính đặc điểm tính cách này để giúp họ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận thì gia đình trở nên khá giả, nhờ con cái mà cuộc sống có nhiều niềm vui. Nam mệnh tuổi Quý Sửu rất kiên trì trong chuyện tình cảm và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn, cho dù thất bại trong tình yêu thì họ cũng tiếp tục tin tưởng về một người xứng đáng dành cho mình. Họ cũng là những người rất tích cực, thích tham gia vào các hoạt động xã hội, không thích những người phụ nữ hướng nội hoặc trầm tính quá. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Bước sang năm 2024 âm lịch sẽ không còn thời kỳ bình ổn, trái lại, cuộc sống của người tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn sẽ có rất nhiều biến động, vận khí biến động lúc thăng hoa tột đỉnh, khi lại tụt dốc đảo điên. Nếu không vững vàng tâm trí, e rằng bản mệnh sẽ đón một năm rất vất vả và áp lực. Phương diện tài lộc cũng có nhiều biến động mạnh, dễ hao tài vì tin nhầm người, bị kẻ xấu hãm hại hoặc đối tác, bạn hàng gian dối. So với tử vi 2023 thì 2024 công việc áp lực hơn, khi mà khối lượng tăng dần, trách nhiệm càng ngày càng nặng nề, càng lúc khó khăn, càng cần phải đầu tư phát triển bản thân hơn. Về kỹ năng chuyên môn và các mối quan hệ xã giao, làm được điều đó thì bản mệnh mới có cơ may lội ngược dòng, phát triển sự nghiệp thêm phần rực rỡ, bất chấp hoàn cảnh tác động.
May mắn là trong tháng 3, 4 âm lịch tuổi Quý Sửu có chính quan và chính ấn hỗ trợ, nên vận trình của tuổi Quý Sửu có những cơ hội phát triển nhất định. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chăm chỉ, cẩn thận trong việc ký kết làm ăn, lập kế hoạch rõ ràng mới tránh được thất bại. Cụ thể sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Tuổi Quý Sửu sẽ có một sự nghiệp đầy hứa hẹn hơn bao giờ hết. Những người thuộc con giáp này sẽ có thể sử dụng kỹ năng phân tích của mình cho các chiến lược lớn, nhằm hoàn thành các dự án của họ trong thời gian tới. Tất cả những thách thức đến trong tháng 3, 4 âm lịch tới sẽ dễ dàng được giải quyết bằng trí tuệ và chuyên môn. Giai đoạn này, người làm kinh doanh sẽ có những bước tiến vượt trội, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp thị và bán hàng với các đối tác nước ngoài. Những chuyến đi công tác xa cũng được khuyến khích vì sự phát triển của sự nghiệp. Đặc biệt trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch, con giáp này được nhắc nhở nên chú ý xử lý các mối quan hệ cho hài hòa, duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh tranh chấp, xung đột với người khác là điều cần được ưu tiên hàng đầu. Chỉ có tinh thần đồng đội mới có thể giúp bạn đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn chờ đón bạn. Nhìn chung, cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều, dù bạn đã cố gắng đặt ra kế hoạch cụ thể. Cũng có những thành quả đáng nể, nhưng vẫn chưa thực sự đột phá. Càng về sau, con giáp này càng có xu hướng cố chấp, tư tưởng có phần cũ kỹ, không bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh chung, nên khó hiện thực hóa mục tiêu của bản thân. Đồng thời, hung tinh phá toái cũng gây không ít bất lợi, đề phòng tiểu nhân có những hành động thọc gậy bánh xe hay gièm pha về công việc của bạn. Những lúc như vậy, trạng thái tinh thần nếu không đủ vững vàng sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực, gia tăng bế tắc, thậm chí căng thẳng quá mức còn dễ dẫn đến stress, trầm cảm. Năm nay, bạn được nhắc nhở nên tránh tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp và cấp trên, đừng quá ganh đua hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hậm hĩnh. Dù có muốn nêu quan điểm hay góp ý người khác, bạn cũng nên lựa chọn ngôn ngữ phù hợp, đừng để lại ấn tượng gây gắt, mỉa mai hay phán xét người khác. Nếu công việc hiện tại của bạn thực sự không còn chỗ để phát triển và bạn có kế hoạch thay đổi công việc, thì có thể xem xét tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi sự dũng cảm và quyết tâm, cũng như khả năng bắt đầu lại từ đầu, hãy chuẩn bị đầy đủ, bao gồm cập nhật sơ yếu lý lịch, nâng cao kỹ năng và kiến thức, thể hiện điểm mạnh và tiềm năng của mình trong các cuộc phỏng vấn. Mặc dù ban đầu có thể gặp một số khó khăn, nhưng nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể tìm được công việc mới phù hợp với mình và bắt đầu một chặng đường phát triển sự nghiệp mới. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Theo tử vi tuổi Quý Sửu 2024, thì bản mệnh sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng của phá thái tuế và hung tinh, mang đến những thử thách nhất định về tài lộc và tiền bạc, nguy cơ gặp tổn thất tài chính bất ngờ. Tuy nhiên, trong thời điểm tháng 3 và tháng 4 âm lịch, một vài điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện. Nữ giới có phần may mắn về tài lộc trong năm nay hơn nam giới nhờ thái âm che chở. Đối với người làm công việc cố định, thu nhập hàng tháng tương đối cố định, có người kiếm được một số công việc bán thời gian hoặc cơ hội kiếm tiền khác, thành tích tốt trong công việc sẽ mang lại cho bạn thu nhập tăng trưởng ổn định và có thể thu được thêm lợi nhuận tài chính. Với người làm kinh doanh, nhờ được tài tinh chiếu mệnh, bạn vẫn có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh túc tắc, được khách hàng tin tưởng, các hoạt động cầu tài diễn ra khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của bạn. Trong tháng 3, 4 âm lịch này cơ hội kiếm tiền khá nhiều, nhưng bạn làm ăn cần nghiêm chỉnh, tuân thủ pháp luật, chỉ cần có dấu hiệu mờ ám sẽ dễ hao tài, lại khiến cho bạn có thể vướng vòng lao lý đấy nhé. Đặc biệt, nhờ có chính ấn che chở, từ tháng 3 đến tháng 4 âm lịch, tình hình tài chính của bạn sẽ được cải thiện với những lợi ích đa phương. Nhờ thế, bạn sẽ có một ngân sách tăng cường đáng kể, có thể sinh lời trong tương lai. Tuy nhiên, nên thận trọng trong chi tiêu, kiểm tra kỹ các khoản mua sắm phù phiếm, không mang lại lợi ích thiết thực trong cuộc sống nhé. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Đây sẽ là thời gian bản lề cho những cam kết tình cảm, lời hứa và kết nối xã hội mới. Sau giữa tháng 6, tuổi Quý Sửu có thể bị cuốn vào những cảm xúc lẫn lộn, có tốt, có xấu, mối quan hệ giữa các cặp đôi cần được lưu ý. Một số bất đồng nhỏ và cãi vã có thể phát sinh giữa hai bạn, vì vậy con giáp này cần đặc biệt chú ý, hạn chế tối đa những cuộc cãi vã, tránh đấu khẩu nảy lửa, kẻo gây ra những ảnh hưởng không tốt cho tình yêu của cả hai,
cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí để giải quyết vấn đề một cách hòa bình sẽ giúp duy trì một mối quan hệ tốt đẹp. Cuộc sống gia đình của người đã kết hôn cũng có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn. Khi phát sinh vấn đề, bạn thường có xu hướng chọn cách giải quyết một cách lạnh lùng. Điều này có thể làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản và không có lợi cho việc duy trì tình cảm vợ chồng. Điều quan trọng là đừng chọn cách chạy trốn, nếu không, vấn đề sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến đổ vỡ. Hai vợ chồng nên ngồi lại đối mặt với các vấn đề và tìm kiếm giải pháp để duy trì sự ấm êm trong gia đình. Trong cuộc sống thường ngày, bạn nên hỗ trợ bạn đời nhiều hơn, quan tâm tới đời sống tinh thần và cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ với nhau sẽ là chìa khóa để kéo gần khoảng cách giữa hai bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn tới các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ, đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Năm 2024 âm lịch, nhờ được quý nhân Thái Âm che chở, những người còn độc thân có thể được giới thiệu đối tượng phù hợp, đặc biệt, nữ giới được dự báo gặp nhiều may mắn hơn nam giới. Nếu bạn có thể hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, thì sẽ có cơ hội thoát khỏi cuộc sống độc thân thành công. Bên cạnh đó, bạn nên xử lý vấn đề tình cảm bằng cả lý trí, đừng quá dựa dẫm vào cảm xúc, kẻo đào hoa tốt cũng thành đào hoa xấu, nhân duyên bẽ bàng. Nhìn chung, trên con đường tìm kiếm tình yêu, người còn độc thân cần giữ một tâm hồn rộng mở, học cách bao dung, xử lý các vấn đề trong mối quan hệ một cách lý trí. Tình yêu đòi hỏi sự nỗ lực và cống hiến của đôi bên thì mới có thể đạt được hạnh phúc lâu dài. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Tử vi trong 2 tháng âm lịch này của tuổi Quý Sửu nhận định, vận trình sức khỏe trong tháng 3, 4 âm lịch tới tương đối ổn định, bạn không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng vẫn cần lưu ý vấn đề giữ gìn sức khỏe. Do áp lực công việc và những rắc rối trong cuộc sống ngày thường cao, nên con giáp này dễ gặp một số khó chịu về thể chất, đặc biệt là các vấn đề về hệ tiêu hóa và hô hấp. Do đó, việc duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường tập thể dục là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, vào tháng 4 âm lịch, bạn cần phải cẩn thận hơn về sức khỏe của mình, nên dành thời gian nghỉ ngơi, khám bệnh định kỳ để điều trị, phục hồi thể chất và tinh thần, cần có một chế độ ăn uống cân bằng trong giai đoạn này. Tình hình công việc có thể gây cho bạn căng thẳng trong một số thời điểm của năm, vì thế, bạn nên dành thời gian cho thiền, yoga để duy trì sức khỏe, nên bổ sung chế độ ăn uống nhiều rau quả, nước để chống bệnh tật, nhiễm trùng, một số vấn đề về tiêu hóa có thể xuất hiện, nên chú tâm và điều trị kịp thời. Tiếp sau đây sẽ là luận giải hung cát từng tháng âm lịch trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, cụ thể như sau. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, sang tháng 3 âm lịch, vận trình của người tuổi Quý Sửu có nhiều điểm sáng, bạn làm việc xông xáo, đưa ra quyết định táo bạo, hứa hẹn thành công lớn phía trước. Có điều dịch mã động tinh xuất hiện, mang theo những dấu hiệu vất vả, phải di chuyển nhiều, có thể gây bất lợi cho sức khỏe. Tháng có thực thần ngự trị, nên tài lộc có xu hướng tăng nhẹ, kinh doanh buôn bán có lộc trời ban, tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy. Thời điểm nguyệt lệnh lâm đất mộ, vận khí bất ổn, có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, bạn nên cẩn thận đường đi, nước bước. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu cảm thấy tự tin và hiếu thắng hơn trong tháng này, song bạn vẫn cần hết sức chú ý đến tình huống trước mắt. Chỉ khi có cách cư xử phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau thì mới có thể phát triển thuận lợi, không vô tình đắc tội người khác, đối thủ cạnh tranh của bạn có thể xuất hiện trong tháng này. Khuyên tuổi Quý Sửu chớ nên quá nóng vội mà đưa ra những quyết định thiếu chính xác, con giáp này cần phải biết mình, biết ta thì mới mong gặt hái được thắng lợi. Tiếp theo sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Quý Sửu năm 2024 âm lịch. Năm gặp sao xấu chiếu, nam mệnh Quý Sửu gặp khó khăn trong làm ăn, có điểm tiểu nhân quấy phá, dễ bị dính bẫy lừa đảo, công việc dở dang, muốn an phận cũng khó, trong năm có chuyện buồn rầu, gia đình có tang chế. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy năm 2024 âm lịch. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế, do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc,
xám, ghi, có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn rất tốn kém mà lại mất nhiều công sức, nhưng chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa võng năm 2024 âm lịch. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, không nên hơn thua, tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly, xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Về làm ăn, tốt nhất nên làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa, sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Quý Sửu năm 2024 âm lịch. Năm có sao tốt hỗ trợ, công việc tuy gặp khó khăn nhưng sau được tháo gỡ nên cũng đạt kết quả khả quan, tiền bạc nhìn chung duy trì ở mức bình ổn, không bị biến động quá mạnh. Có điều, cần tỉnh táo trước các chiêu trò quảng cáo hấp dẫn, bạn dễ bị dính bẫy, lừa đảo, tiền mất tật mang, trong năm có chuyện buồn rầu, gia đình có tang chế. Cách làm tăng cá tính của sao Thái Dương trong năm 2024 âm lịch. Bạn nên làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn. Dù là người có vị thế cao hay thấp, bạn cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn, đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo. Nếu không, dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có, nắm bắt thời cơ. Hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy. Nữ mệnh có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024 âm lịch, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn giúp Quý Sửu gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đỏ vượng công danh. Bước vào năm 2024 âm lịch, vận trình công danh sự nghiệp của Quý Sửu khá lý tưởng, nhất là khi con giáp này không thiếu người giúp đỡ. Năm Giáp Thìn là một năm vượng vận quý nhân của bạn. Những người quen biết với con giáp này đều biết rằng họ là người luôn coi trọng sự nghiệp của mình. Bằng những thành công trong sự nghiệp, họ muốn chứng tỏ bản thân mình. Thực tế, phần lớn những người cầm tinh con trâu đều thành công theo cách của mình. Để có thể thực hiện được ước mơ của mình, những chú trâu không ngừng nỗ lực, chịu mọi gian khó. Từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu. Dù có mệt mỏi, cực nhọc đến đâu thì con giáp này cũng cố gắng gượng, kiên trì cho đến phút cuối cùng, quyết không bỏ cuộc. Những đức tính này khiến cho Quý Sửu dễ dàng trở thành người thành công, đạt được nhiều bước tiến đáng ngưỡng mộ trên con đường công danh, sự nghiệp của mình. Để giúp cho tuổi Quý Sửu vững bước trên con đường thành công và giảm bớt khó khăn, trong năm bạn có thể dùng nhiều đồ màu đỏ theo phong thủy. Đây là màu sắc may mắn trong năm của Quý Sửu, bạn có thể nhờ đó mà được quý nhân chỉ lối, dẫn đường, gây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Dùng màu sắc chuẩn phong thủy sẽ thúc cát khí vượng hơn, bạn sẽ thấy tự tin hơn vào bản thân mình và tăng tốc rất nhanh trên con đường đi đến thành công. Màu vàng vượng tài lộc. Xem tử vi tài lộc của tuổi Quý Sửu trong năm 2024 âm lịch, con giáp này sẽ có một năm khá thuận lợi trên con đường tìm kiếm tiền bạc của mình. Vận trình tổng thể có sự tăng tiến ở mức độ nhất định, đảm bảo cho cuộc sống của những chú trâu càng ngày càng sung túc, đủ đầy. Kỳ thực người tuổi này hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, bởi bạn luôn rất chăm chỉ, nỗ lực để có thể có được cuộc sống như mình mong muốn, tiền bạc mà họ có được chủ yếu đến từ nguồn thu phụ, nghề tay trái. Tuy nhiên, Quý Sửu là mẫu người khá bảo thủ và không có chuyện con giáp này vung tay quá chán, tiêu xài lãng phí tiền bạc mình có. Ngoài khoản thu nhập chính, bạn không ngừng phát triển sự nghiệp của riêng mình để tăng thêm thu nhập, càng ngày càng tích lũy nhiều tiền của. Hơn nữa, trong năm Giáp Thìn này, Quý Sửu hãy thử dùng thêm những đồ dùng màu vàng để thấy tác dụng của nó đối với tài vận của mình. Màu vàng là màu sắc phong thủy trong năm 2024 của Quý Sửu, sẽ giúp cho con giáp này nâng cao được thu nhập của mình nhanh chóng, việc kiếm tiền trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều lần. Màu xanh lục vượng tình duyên. Màu xanh giúp tuổi Quý Sửu tự tin, thể hiện sức hút tự nhiên của mình, cộng với sự khéo léo và tinh tế.
Người độc thân sẽ quen biết được với nhiều bạn khác giới hơn trong các dịp xã giao, tạo cơ hội thoát khỏi tình trạng lẻ bóng. Màu kỵ trong năm 2024 của tuổi Quý Sửu là màu bạc, trắng. Những màu sắc này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của tuổi Quý Sửu, khiến bạn thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm, luôn ở thế bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn. Những suy nghĩ không sáng suốt cũng khiến bạn tham gia vào một vài dự án đầu tư mù quáng, khiến bạn phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng sôi hỏng bỏng không. Thông điệp may mắn mà tử vi muốn dành riêng cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 ở tuổi 52. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này, chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ? Hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào sao cho an nhàn và vui vẻ, không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Thứ nhất, nên sửa chữa lại danh tiếng của mình khi chúng ta về già, cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất. Ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già nói rằng, tiếng tăm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp. Tôn trọng người già và yêu trẻ, thực ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác, mà lướt đức độ của người già, người sống hiền lành, có đức thì mới được tôn trọng, tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ. Con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già, nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng, đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra, hãy sống hòa hợp và công bằng, có như thế, thì ngay cả khi mất đi cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm. Chỉ có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự, nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức. Mệnh chủ sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ. Điều này đã thấy rõ trong nháy mắt đối với người cao tuổi. Muốn an hưởng tuổi già không phải lúc nào cũng chỉ có thể ăn được, hưởng thụ, mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình. Đó là nguồn gốc đảm bảo cho hạnh phúc về sau. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe, dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những thông tin bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.